Chào cả nhà đã đến với kênh Chính Vlog. Hôm nay Chính Vlog chia sẻ nha. Đây một ký cá bông lau Khmer. Đó, cá bông lau Khmer. Cá chốt kho tiêu. Ốc bu kho sả ớt. Mắm cá lóc chân với thịt ba chỉ. Đó, mắm cá lóc chân gồm có gừng, của hành tím, hành lá nha. Nửa cái thịt ba chỉ với một con mắm lóc. Ăn kèm một mâm đậu bắp, đậu rồng, đậu que, cà giòn chấm nha. Nguyên liệu gồm có hành, tỏi, ớt. Xả anh ấy đang bầm chưa xong. Giờ Chính bắt tay vào bếp. Giờ Chính ướp cá luôn nha. Chính cho 3 muỗng cà phê nước màu. Đó. Bên đây cũng vậy luôn nha. Anh ấy không chịu ăn bột nghệ. 2 3 3 muỗng canh nước mắm. 1 nước mắm là nước mắm ớt nha. 2 4 muỗng canh nước mắm nha. Đó, phần bên đây 4 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng cà phê đường. 2 muỗng bé bột ngọt. 2 muỗng bé bột ngọt. 1 ít hành tím băm cho nó thơm. Mình trở cho nó thấm đều hai mặt nè. Cái này là cái phần đuôi với cái phần bụng đó nha. Đó, ai thích ăn béo béo ăn cái này. Ngắt ngay con gạch tay luôn. Ok, mình để cho nó thấm nha. Cái phần cá chốt bên đây. 3 muỗng canh nước mắm. 1 2 3 muỗng canh nước mắm cái phần cá chốt. 2 muỗng bé bột ngọt. 1 muỗng cà phê đường. 2 muỗng cà phê đường. Cá chốt là phải có ớt cho nó cay cay nha. Mình cho nó hòa quyện với nhau nha, cho nó thấm đều. Cá chốt này trứng không cả nhà. Quá chừng trứng luôn nè. Trứng ốc nóc luôn nè nha. Cái chốt này văng lưới với cầu Phú Mỹ nha cả nhà. Cái chốt con nào cũng trứng quá chừng trứng luôn. Trứng ốc nóc luôn. Giờ Chính cho mỡ vô nè. Phần cá ông lao mình chở cho nó hòa quyện hai mặt hai bên. Cho nó thấm đều nha. Người xã nãy băm rất là ngon luôn nha. Đó. Ốc kho xả. Cho hành tím ớt băm vô luôn. Cho xả ớt. Nó thơm nha. Một ít tỏi băm luôn. Xả cháy thơm mình cho ốc vô nè. Tí rưỡi ốc bu nè. À, ốc làm sạch sẽ rồi nha. Đảo vô xăng đồ ốc. Rất là ngon. Đồ ốc ăn rất là giòn nha. Mình cho sắp sắp mặt nha. Cho nó rút xuống là vừa. Ok, cho nước dừa vô luôn nha, cho nước dừa vô luôn, cũng sắp mặt luôn, kho cho nó sắc xuống, kho cho nó, mình cho bột nghệ vô nha. Hai muỗng bé đường nha, hai muỗng bé bột ngọt, 1 2 3 muỗng canh nước mắm. 1 2 3 mình đảo đều cho nó hòa quyện với nhau nha.
Cái món này ăn cơm cũng dễ ăn nha cả nhà. Đầu óc kho sả rất là giòn. Canh hoa hoành thánh này. Này chính cho me vô nè. Me chính để nguyên hạt luôn nha. Cho nó có vị chua chua ăn cho nó bá cháy vô chét. Là cho em ít cái ớt em thảy vô đây cho nó hấp dẫn. Ớt 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 xanh với ớt vàng đó. Hai ớt nãy mới mua đó. Trong lao Khmer nha. Cái gì chua chua béo béo ăn hấp dẫn nha. Để cái nếm cho nó vừa không nha. Thôi cho nó khô nước luôn nha, sạch nước luôn nha. Nếm nha. Ok rồi đó. Chốt trứng, cá chốt béo luôn. Cá chốt này cá chốt thiên nhiên nha. Cá chốt dân lưới cầu Phú Mỹ nha. Ok, đã chỉ cần sắc nước nữa là ok. Cho một ít ớt nè. Đó, ớt xiêm xanh với lại ớt tây nha. Hấp dẫn luôn. Giờ chín nè. Đây, mắm chân, gừng, hành tím, ớt xiêm xanh, ớt tây, hành lá. Đó, bây giờ chín chân mắm nha. Một con mắm cá lóc. Một con mắm cá lóc. Mắm thì phải mặn nha. Đó, mắm là phải mặn. Một muỗng bé bột ngọt này. Một muỗng cà phê đường. Đây nửa ký nạc dăm. Chân với mắm luôn. Ok. Nó ra cái béo 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 ăn cho nó tê tái nha. Hết sảy và bảy luôn. Thịt nhiều hơn mắm nha cả nhà. Thịt nhiều hơn mắm. Đây là gốc hành, gừng, cho nó thơm nha. Đó, ớt. Mình cho một ít tiêu lên đó nè. Đây chính đã thành công nồi cá Khmer. Một ít hành lá vô. Ok. Bây giờ chín chân mắm luôn nha. Đây. Ăn tóc luôn. Mắm chân hấp dẫn luôn nha. Hết sảy và bảy luôn. Mình cho một ít hành lá vô cho nó thơm. Vợ chồng chính mời cả nhà ăn bữa cơm gia đình nha. Này là mắm cá lóc chân với là thịt nhạc dăm. Không, thử ra cay. Như món này cá bông lao, bò me, ốc kho sả, cá chốt, kho tiêu, mâm mâm. Mời cả nhà thử ra thử cái mắm coi. Chuông chuông bắt đầu đứng chuông. Thịt nó béo. Lâu lắm rồi mới ăn mắm á. Cái này ngon nè, cái này được. Chết rồi. Ghê ghê. Ghê ghê. Cái này nè, cái này nè. Móc nè.
thịt ghép với mắm nè. Cái chốt xong rồi nghe nha, cậu của Mỹ á, cái chốt hồi nãy đi dằn lưới á, đi dằn với cậu của Mỹ á. Rồi nó béo trứng không? Dạ không vâng. Cái gừng nó ấm bụng. What? Mắm ngon. Nó nhiều lại. Nó béo thiệt luôn, cá này nó cá xong nó béo nữa nha. Nó gì cá xong rồi có gì bằng. Mình ăn hơi khác nha, mình ăn cơm nếp nha cả nhà. Cơm nếp này là cơm nếp nấu nước cốt dừa cả nhà, trời ơi nó đã. Cực kỳ ngon, béo. Ừ. Phải nấu với nước cốt dừa à cái nhà. Cơm nếp là nước cốt dừa. Cơm nếp nấu nước cốt dừa nó là độc lạ. Chắc ngoài chắc không có bán quá. Cái hai rõ là cơm nếp cốt dừa sao? Cho chân thử miếng. Chỉ có mình yên tâm ăn cái này thôi. Béo cực kỳ, cốc dừa luôn á, nước cốc dừa với nước dừa tươi. Còn cái nếp nó dẻo. Cái gì chưa nói, thèm ngày hôm qua đó mà hôm qua không nấu. Ngon mà được không? Béo béo tâm phải không? Béo nó béo béo mà cái mình nấu với nước dừa á, để nước dừa nó thấm vô nó ngọt ngọt nữa. Quên bỏ muối, có gì mà mặn mà béo béo ngọt. Quên béo nữa. Có nước dừa vô nữa cả nhà. Cơm trái nó không có cứng. Nó dạ ngay anh nữa. Cắn không đứt luôn. Ăn cắt mà. Nó đậu còn dài. Ăn cắt á. Ăn này thấy đủ vốn mà. Mấy món kia ai ăn ăn nha. Mỏ mà. Ăn cơm nếp mà ăn cái mắm nó ghê. Quá độc lạ. Cơm. Chỉ có anh ấy ăn kiểu này thôi. Tóc luôn. Nếp phải nói nó dẻo các bạn. Tới công chuyện luôn. Nếp này hình như ở dưới Cà Mau vậy á. Nếp này của Bắc Ba hay gì á. Có cà phê á. Con chó mà táp cái là rớt răng hết luôn á nha. Dính trời. Dẻo luôn. Mắm thì đâu mặn đâu. Như cháo quá ba chở lên đây bán cái gì á. Vừa ăn ra. Cái nhà có biết bác ba không? Cái nhà. Cái nhà có biết bác ba phi không? À. Ăn cái mắm lúng bài không không? Nghe cọp 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 nha.
Khoái. Nó ăn khoái. Mình không biết ăn. Cà này ăn nó giòn mà nó cái gì nó ngọt dễ ăn lắm. Hồi đó giờ mình cũng chưa có cầm lá này mình ăn nữa. Mà nó cơm nếp nó gốc dừa thì nó ăn. Anh nhà biết cái trái này trái gì không? Có trái này vậy mà xào với thịt bò ăn chết nè cả nhà. Mắm mà chị nghĩ là thịt ngon quá. Mắm cái mắm á. Nó thấm vô á. Biết bao lâu rồi mới ăn mắm á. Mà những mắm bây giờ nó không bằng hồi xưa nữa. Thôi lúc mà xanh đạt này đạt 31 tuổi mới ăn con mắm đó lắm. Ừ, ăn vậy. Không nói. Chính tạm ngưng video cả nhà thấy bán hôm nay ngon thì cho chính lực đăng ký bên tay phải, còn like bên tay trái. Mình lượng bên dưới. Chính chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ, bình an, sức khỏe, thật nhiều. Bye bye. Hẹn cả nhà tiếp sau.